Đây là cái bài tập. Ôi tôi chết rồi, sao lại ghi là lớp 6? Đây là bài tập lớp 4. Mà đề này là thầy chế ra dựa theo cái cuốn sách 250 bài toán chọn lọc. Tại sao thầy phải chế? Tại vì thầy cho các con số này này nó nhỏ lại. Chứ còn đề gốc trong trong sách là nó có số 900 bao nhiêu và 1000 bao nhiêu cơ. Và tổng vào nó rất là to. Thì thôi, mình làm bài số nhỏ trước. Quan trọng là cái cách làm ấy, khi mình nắm được cách làm rồi thì chuyển sang số to làm vẫn dễ. Đề bài cho gì đây? Điền số vào ô trống. Mà tổng các số ở 3 ô liên tiếp thì bằng 20. Nhớ nhá, ở đây là tổng 3 ô liên tiếp thì bằng 20. Đánh số các ô là ô 1, ô thứ 2, ô thứ 3 cho đến ô thứ 10. Bây giờ con suy nghĩ con làm xem nào. Trên lớp thầy cô có cho con làm bài nào như như thế này chưa? Con làm đi. Con chưa, thầy chưa cho làm gì. Thế bây giờ con suy nghĩ xem. Tổng 3 ô bằng 20 thì con tính sao? Các bạn cũng cứ suy nghĩ xem nào. Những ai mà lướt qua cái video này thấy cái đề bài như thế này thì suy nghĩ xem. Tổng 3 ô nhá, 3 ô bằng 20. Nào, sao đây? Ví dụ như là ô 1 cộng ô 2 cộng ô 3 bằng 20. Thì con có suy được điều gì không? Thế thì 6 rồi hai ô này phải bằng 14. Thì ô 6 này là mình biết rồi, ô giữa rồi thì hai ô này tổng vào phải bằng 10. 14, đấy là một suy nghĩ. Rồi tiếp theo. Đây 5 này, 5 với 9 được. Nhưng mà nhớ mà 5 với 9 á. Thế nhớ 3 với 11 thì sao? Nhớ 3 vào đây xong rồi 11 vào đây thì sao? Nhưng mà nếu 3 vào đây, 11 vào đây thì nó có hai ô này xong lại phải tính ra ô này. À nhưng mà như thế tính một lúc lại ra ô này xong nó không khớp với ô này thì sao? Đấy, cái khó là như vậy. Với lại cái 14 này mà mình hiểu là tổng bằng 14 thì có là 1 cộng 13, 2 cộng 12, 3 cộng 11, 4 cộng với 10. Ui thế lằng nhằng lắm. Chưa được, chưa được, chỗ này chưa được. Thế con lại suy nghĩ ba số khác, làm sao mà từ ba số đầu tiên đã suy ra kết quả được? Tức là làm sao mà tổng hai số bằng 14 mà đã suy ra ngay được, đúng không? Rõ ràng là mình phải sử dụng là ba ô liên tiếp. Ba ô liên tiếp không có nghĩa là ba ô đầu đâu. Nó có thể là 2, 3, 4 thì vẫn là liên tiếp mà. 3, 4, 5 cũng là liên tiếp mà. 4, 5, 6 cũng là liên tiếp. Đấy. Thì làm sao mà con phải sử dụng được cả số 10 ấy? Thì con suy nghĩ xem là dùng 3 ô ở đâu. 56 hoặc là 567 Tức hoặc là là 618 phải dùng được số 10 đúng không? Thế nhưng mà nếu mà con dùng 5, 6, 7 ấy, thì con lại chỉ suy ra được 5 cộng 7 bằng bao nhiêu? 12. Tức là con suy ra ô 5 cộng ô 7 tổng bằng 20 mà. Không, không phải là 5 cộng 7 bằng bao nhiêu, mà là ô số 5 cộng ô số 7 phải bằng bao nhiêu khi mà tổng 3 ô này bằng 20. Biết rằng cái giữa bằng 10 rồi. Bằng 10. Nhưng mà nếu mà chỉ có 10 thôi là hai ô này thì lại chẳng giải quyết được gì, vì cũng không suy ra được kết quả. Mà vừa rồi mình suy ra tổng hai ô này bằng mấy nhỉ? Vừa rồi con suy ra 14. 14. Thế cũng chẳng giải quyết được gì. Mà hai ô 13 thì lại không liên quan gì đến ô 57. Mình phải làm sao mà gắn cái số 6 số 10 này nó gần về nhau để mà nó có liên quan 6 với 10. Hoặc là con nói thế nào nhỉ? Để bố suy nghĩ xem nào. Hoặc là con dùng những cái ô mà nó liền nhau xong nó có chung nhau ấy. Chung nhau các ô ấy. Tức là mình đừng dùng ba cái ô rời nhau. Vừa rồi bây giờ ba ô rời nhau là 1 2 3 5 6 7. Đây là một cụm ba ô. Đây là một cụm 3 ô, nhưng mà nó rời nhau chẳng giải quyết được gì. Ba bốn năm Kiểu là mình phải dùng là 1 2 3, 2 3 4, 3 4 5 thì nó chung nhau thì mới dễ làm. Đây, cô lại viết cho con nhé. Bởi vì tại sao chung nhau nó dễ làm? Đây, ô 1 cộng ô 2 cộng ô 3 thì bằng 20. Nhưng mà ô 2 cộng ô 3 cộng ô 4 cũng bằng 20 đấy. Thế nếu viết thế này con suy ra điều gì? ở cái 4 là bằng 14 rồi. Sao con biết 4 là bằng 14? Nếu 1, 2, 3 bằng 20 và 2, 3 lại là bằng ở đó thì 4 là 6. Không, nhìn vào đây thôi đã, con nhìn vào đây thôi đã. Thì con thấy ô 4 bằng ô nào? Ô 1, 4 2, 3. bằng ô số 1. Đúng rồi, bởi vì 2, 3 thì chung nhau rồi đúng không? Bố viết thẳng cột cho nó dễ nhìn. Thế mà tổng trên lại bằng tổng dưới. Đằng này thì cộng 1, đằng này cộng 4, vậy 4 phải bằng 1 còn gì nữa. Vậy là mình suy ra được ô 4 thì bằng ô 1. Nhưng mà mình chưa suy ra được bằng bao nhiêu đâu nhá. Đây chỉ là đang nháp thôi mà. Thế bây giờ mình đừng dùng cái bộ này nữa, mình dùng cái bộ khác đi. 2
2 cộng 3 cộng 4 thì bằng bao nhiêu? Các ô này bằng bao nhiêu? 20. 20. Thế ô 3 cộng ô 4 cộng ô 5 bằng 20. Thế lại suy ra, suy ra 5 với 2 bằng nhau. Thế mà ô nào biết rồi? Ô 2 chứ. Ô 2 biết rồi. Thế chứng tỏ là 5 bằng 6. Ô 5 phải là 6. Bởi vì ô 2, 3, 4 thì bằng 3, 4, 5. Vậy thì ô 5 phải bằng ô 2. Thế khi biết ô 5 là 6 rồi thì sao? Tính nhẹ hơn như thì bây giờ dùng ba ô nào? 6. Đúng rồi. 16 thì bên cạnh là 4. Thì 16 rồi, ông này là 4. Bên này 4. Bên này là 4. 14 là 6. Bên này là 6. 4 cộng 6 là 10, bên này là 10. Bên này là 10. 16 bên này 4. Bên này lại 4. Ừ. Thì tổng bằng 20 mà. Nhưng mà nó là 4, 6, 10. Thì đúng rồi, nó chỉ có 3 vô số này thôi mà. Số 14. Hiểu chưa? Bây giờ bố xóa đi nhá. Để mình trình bày lại bài với nhau. Đấy, nó có cho xa xa như này nhưng mà mình vẫn biết được mà. Đây này, thấy chưa? Đây con nhìn nhá. Đây, à con nhìn đi. Rồi, nhìn đi. À, bây giờ mình sẽ nói thế nào? Vì tổng các số ở 3 ô liên tiếp bằng 20 nên ta viết ô mấy? Con nhớ lại xem vừa rồi dùng mình dùng ô mấy nào? Ô số 1. 1. 5. Sao thế? Dùng tận 1 với 5 thì cộng kiểu gì? 3 ô liên tiếp cơ mà. Vừa rồi bố viết 3 với 2. Nếu mà dùng 1 2 3 bằng 2 3 4. Thì lại suy ra 1 bằng 4. Nhưng mà 1 với 4 thì lại chưa biết. Nên chẳng giải quyết được gì. Cái đoạn lúc nãy là bố nháp thôi. Mà mình phải dùng cái dưới ấy. Cái dưới là ô nào? Cái hệ ở dưới bố viết ấy. Bố xóa mất rồi ấy. 3, 4, 5. 3, 4, 5 với gì? Với lại 2, 3, 4 à. Tại sao? 3, 4, 5, 2. Đây, 3, 4, 5 đây, mình gạch vào đây để nhìn. 2. Nhá, 3, 4, 5 đây và 2, 3, 4, 3, 4 đây. 3, 4, nó giống nhau rồi. 3, 4, đây, đây, cái đoạn này nó chung chung nhau đây. Đúng rồi, chung nhau đây. Thì 5 bằng 2. Đây đây. 5 bằng 6. Tức là mình nháp thì mình nháp 1, 2, 3. Bởi vì đề bài nó bảo liên tiếp thì mình đâu có biết gì đâu. Mình cứ nháp 1, 2, 3 đi, 2, 3, 4 đi. Nhưng mình thấy nháp như thế thì suy ra 1 bằng 4. Nhưng 1 với 4 thì đều chưa biết nên chẳng giải quyết được gì. Vậy mình chuyển sang nháp là 2, 3, 4. 2, 3, 4 với lại 3, 4, 5. 3, 4, 5. Thì được chung là 3, 4. Thì 2 phải bằng 5. 2 bằng 5 thì tìm ra 5 rồi. Có 5 với 6 thì lại tìm ra 7, tìm ra 4. Thế là tìm ra hết. Đúng không? Vì tổng các số ở 3 ô liên tiếp bằng 20 nên ta viết ô. Ô mấy? 5. Ô 2. 2. Cộng với? Cộng ô 4. 3. 3. Cộng ô 4. Cộng ô 4. Bằng 20. Và ô 3. Ô 3 cộng ô 4. Cộng ô 4 cộng ô 5. Cộng ô 5 bằng 20. Từ đó suy ra, từ đó suy ra ô 2 và ô 5 bằng nhau. Số, từ đó suy ra số ở ô 2 và ô 5 là bằng nhau. Tôi viết thế này con có hiểu không? Hiểu. Hiểu không? Vì tổng 3 ô liên tiếp là 20 nên là ô 2, 3, 4 là 20. Ô 3, 4, 5 cũng là 20. Thế cùng là 20 rồi mà chung nhau 3, 4. Vậy ô 2 bằng ô 5. Đúng không? Bằng nhau. Thế thì mà số ở ô, số ở ô 2 là 6 nên số ở ô 5 là 6. Bây giờ mình lại xét 3 số ở 3 ô 5. Đây là 6 rồi nhá, điền vào đây là 6 rồi nhá. 5 gì?
6, 7. Đúng rồi, 5, 6, 7. Suy ra số ở ô 7 là 4. Là 4. Giải thích vì 6 cộng 10 cộng 4 bằng 20. Thì nó phải là 4 chứ. 4. Tương tự. Tương tự. Ta điền hết như sau. Thì con chép vào đây, đầu tiên điền số mấy? 1 là ở đâu? 4. 4. 6. 10. Gì nữa? 4. 6. 10. 4. 6. 10. 4. Nếu điểm tiếp thì lại 6, 10, 6, 4, 6, 10, 4, 6, 10, cứ 4, 6, 10 thôi. Thế con thấy đúng không? Hợp lý không? Vậy con đã biết cách làm dạng bài này chưa? Nhá. Nếu đề thi người ta cho số này thành mấy trăm, đây cho thành mấy trăm mà tổng nó bằng mấy nghìn, thì cũng làm thế thôi mà. Cứ xét 3 số liên tiếp. Xét 3 số liên tiếp. Nhưng mà điều kiện là phải gì? 3 số trên với 3 số dưới phải gì với nhau? Có 2 số giống nhau. Có 2 số giống nhau ở giữa. Để suy ra cái số đầu tiên này bằng cái số thứ 3 tiếp theo này. Tức là thực ra là mình xét mấy số? Thực ra là xét mấy số? 6 số. Thực ra cơ mà. Hình thức là 6 số. Nhưng mà thực ra là mấy số? 3 số. Đâu? 2, 3, 4 và 3, 4, 5. Thì con đếm tất cả là mấy số? Mấy ô? 4 ô. 1, 2, 3, 4. Thì để 2 ô chung ở đầu, ở giữa. Còn 2 ô đầu cuối bằng nhau. Vậy thực ra nếu mà xét 4 ô thì là ô thứ nhất bằng ô thứ 2. À, thứ 4. Thứ 4. Đây này, mình xét 2, 3, 4, 5. Mình xét cái khúc từ đây đến đây này. Có hiểu không? Để 3 ô đầu bằng 3 ô sau. Thì có phải ô 1 bằng ô 4 không? Có. Thì lúc nãy chưa có số này đúng không? Thì con biết điền số 6 vào đây. Vậy thì ô số 3 bằng ô số 7. Đúng rồi. À đâu, sao lại ô 3 à, ô số 4 và ô số 7. Ô số 4 thì bằng ô số 7. Bởi vì cứ xét 4 số mà. Số 5 bằng số 8. Đúng rồi, số 5 bằng số 8. Số 6 bằng số 9. Cứ theo quy luật thế, đây nó còn lặp lại, cứ lặp lại còn gì nữa. Hiểu chưa? Rồi.